Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Kim Trinh. Chào mừng các bạn ngày hôm nay đã quay lại với kênh Mr. Zero. Và đừng quên bấm like, share, subscribe và ấn vào nút thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Khi cầu thủ sử dụng IQ vô cực để đá bóng, hầu hết những cầu thủ bóng đá trên thế giới thường chỉ được đánh giá dựa trên các chỉ số như thể lực, tốc độ, kỹ năng qua người, mà ít khi được mọi người quan tâm đến chỉ số IQ. Nhưng đó lại là một quan niệm sai lầm mà nhiều người đang mắc phải. Theo một nghiên cứu gần đây nhất của trường Đại học Stockholm Thụy Điển, có rất nhiều cầu thủ bóng đá thuộc nhóm 5% những người thông minh của thế giới. Vậy, hãy cùng Mr. Zero tìm hiểu xem họ sử dụng IQ để đá bóng như thế nào nhé! Nani? What the hell? Người ta thường dùng cụm từ IQ vô cực cho những ai dù đang rơi vào những hoàn cảnh nan giải nhất thì họ vẫn có thể nghĩ ra được cách giải quyết một cách hoàn hảo. Không có gì là làm khó được họ. Trong bóng đá, IQ vô cực thể hiện trong tất cả những chiến thuật, những mánh khóe mà các cầu thủ thực hiện với mục đích là đem lại bàn thắng cho đội mình. Hãy cùng Mr. Zero hôm nay đón xem các cầu thủ của chúng ta sử dụng IQ vô cực để đá bóng như thế nào nhé. Nhiều người cho rằng Messi luôn sử dụng IQ vô cực của mình trên sân cỏ. Chúng ta đang được xem pha đá phạt của M10 trong trận đấu giữa Barca và Atlético Madrid. Một lần nữa, IQ cao được anh sử dụng trong việc nhìn nhận tình hình, nắm bắt hoàn cảnh hiện thời. Vẫn tiếp tục là pha đá phạt của các cầu thủ áo vàng, nhưng lần này thì cao thủ không bằng tranh thủ. Cầu thủ mang áo số 7 nhanh chân đỡ pha bóng sút lệch của đồng đội bằng ngực, nhanh chế sút bóng vào lưới. Quả là pha ghi bàn thật khó đỡ đúng không nào? Cầu thủ số 12 này phải nói là có IQ siêu vô cực. Trong trận đấu giữa quần đảo Maldives và Afghanistan thuộc khuôn khổ AFC Challenge Cup, cầu thủ này đã khiến tất cả mọi người phải ngã ngửa với pha đá penalty của mình. Không biết vô tình hay cố ý, khi đang chạy lấy đà chuẩn bị sút, cầu thủ Adu Baray bên phía Maldives bất ngờ trượt chân té ngã. Thấy anh chàng té ngã, thủ môn bên phía Afghanistan cũng rất bất ngờ. Bằng chứng là khi Adu Baray đứng dậy để đá lại, thủ môn nọ đã luống cuống chọn sai hướng tung cú sút bất ngờ. Có lẽ đây là pha ghi bàn để đời của cầu thủ này trong sự nghiệp làm cầu thủ của mình. Tiếp tục là một pha đá pen. Trong thời khắc căng như dây đàn như thế này mà vẫn đủ tỉnh táo, tự tin để ghi bàn, chắc nịch như thế thì khỏi phải bàn về IQ của anh này luôn nha. Tiếp tục là một pha đá phạt trong trận giữa Inter Milan và Barca. Tình huống Barcelona được hưởng quả đá phạt ngoài vòng cấm với góc sút khá rộng. Tiền đạo Uruguay Luis Suarez là người nhận nhiệm vụ thực hiện cú sút. Suarez tinh quái tung ra một cú đá chìm xuyên qua lớp rào chắn mà hàng thủ Inter lập ra. Tuy nhiên, Brozovic đã phát hiện ra và nhanh trí nằm trượt phía sau hàng rào chặn pha dứt điểm của Luis Suarez. Tiếp tục là pha đá phạt của cầu thủ đội tuyển New York Red Bull với Chelsea. Những tưởng cầu thủ số 24 sẽ đá phạt quả này nhưng không, là số 14 nhưng không, cuối cùng là cầu thủ số 10. Quả là một chiến thuật sắc sảo của các cầu thủ New York Red Bull. Nhắm vào lúc thủ môn phía Chelsea đang lớ ngớ không biết định hướng sẽ bắt bóng, thì cầu thủ số 10 đã tung cú sút thần tốc như muốn phá nát mảnh lưới đối phương. We ain't perfect, no. It's a work in progress.
Tiếp tục là Messi bằng cú gài chân của Johnny bên phía Celta Vigo. Quả phạt đền được dành cho Barca. Người thực hiện cú sút sẽ là Messi. Thế nhưng bất ngờ xảy ra M10 dùng má chân trái lê nhẹ bóng qua phải, nhử bóng khiến thủ môn của Celta sững sờ. Kế đó số 9 lao tới tung cú sút khiến cho thủ môn của Celta không kịp trở tay. Đừng tưởng EQ vô cực chỉ có ở các cầu thủ nam nha, các cầu thủ nữ cũng xuất sắc không kém nhé. Nhìn các cô nàng mang áo số 10 Cane ghi bàn là một minh chứng. Khi mà tất cả đang nhốn nháo chuẩn bị cho cú sút, kể cả thủ môn thì cô nàng cũng tung cú cứa lòng, chạm lưới đội bạn. Quá nhanh, quá nguy hiểm, cô nàng thủ môn của Telford có vẻ như là chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Trong trận với Sevilla, số 20 Asensio bị ngáng chân ngã bởi hai cầu thủ của Sevilla. Anh này nằm xuống và trọng tài tiến tới, mọi sự đổ xô bấy giờ cho Asensio. Lợi dụng thời cơ, cầu thủ số 6 Fernandez lao tới tung cú sút vào lưới của Sevilla. Và đương nhiên số 20 vui mừng bật dậy ăn mừng cùng đồng đội. Thế này có được gọi là EQ vô cực không các bạn? Một pha cướp bóng hài hước trong trận gặp giữa Barca và Montpellier. Neymar đứng cạnh thủ môn Rulli của Montpellier. Khi anh này chuẩn bị tâng bóng sút truyền thì Neymar đột ngột cắt ngang giành lấy bóng. Rulli cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trông thật đáng thương cho anh. Các nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng các đội đá trước trong các loạt đá luân lưu có cơ hội giành chiến thắng nhiều hơn 20% so với các đội đá sau. Điều này được nhấn mạnh khi các cầu thủ thực hiện được các bàn đá penalty. Và đương nhiên, các cầu thủ phải thực sự phải hết sức tập trung để hoàn thành pha cân não này. Có thể nhận ra hàng loạt các pha ghi bàn với EQ vô cực của các cầu thủ của chúng ta chủ yếu xảy ra trong các pha đá phạt, đá bên. Đồng nghĩa điều này, chúng ta có thể thấy trong những pha lần này, các cầu thủ phải dùng toàn bộ sự tập trung cùng chiến thuật linh hoạt để không chỉ gửi cho người hâm mộ những pha ghi bàn đẹp mắt mà còn vô cùng hài hước đúng không nào? Hãy cùng chúng mình tiếp tục chiêm ngưỡng những pha đá bên cần não nhé! Like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating, and the air gets tough just breathing. I'm alone, but I'm still feeling like someone's with me. It's strange. Phải gọi là dễ ăn chưa từng thấy. Khi mà cầu thủ của Liverpool truyền bóng cho thủ môn của Karius thì bất ngờ Benzema lao tới đẩy nhẹ trái banh vào lưới. Nhìn gương mặt đáng thương của Karius khi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. I'll be right there all of a sudden. I
feel your heartbeat lead me straight to you. It's strange. Khoảnh khắc cân não không chỉ cho các cầu thủ mà cho chính cả người hâm mộ cũng nhiều khi cảm thấy thật hớ hên làm sao khi mà có những pha bóng các cầu thủ sử dụng những mánh khóe, những chiến thuật bằng việc tận dụng EQ vô cực của họ. Lời cuối Mr. Zero, mong qua clip này các bạn sẽ có một ngày thật vui vẻ. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để nhận được những thông tin mới nhất đến từ kênh của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.